Chào các em, cô rất vui gặp lại các em trong bài học mỹ thuật chính hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 15 vẽ trang trí, tạo dáng và trang trí thời trang. Chúng ta hãy đi vào phần 1 La Mã, quan sát, nhận xét. Vậy thời trang là gì? Có những trang phục thời trang nào? Các em hãy cùng quan sát một số hình sau. Đây là thời trang công sở, thời trang dạo phố, thời trang dạ hội, thời trang thể thao, thời trang đi biển, thời trang trẻ em, thời trang cưới. Ngoài ra, ở một số nước đều có trang phục truyền thống của mình. Ví dụ ở Việt Nam mình trang phục truyền thống là áo dài. Còn đây là trang phục truyền thống của Thái Lan, của Hàn Quốc và của Nhật Bản. Vậy trang phục thời trang là sử dụng những trang phục hợp với xu thế thời đại, phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với mục đích sử dụng. Trang phục thời trang tạo cho cuộc sống thêm tươi đẹp và sinh động. Chúng ta đi vào phần 2 La Mã tìm hiểu về cách tạo dáng và trang trí. Ở phần tạo dáng, các em hãy cùng quan sát một clip ngắn sau để tìm hiểu về vẽ diễn họa thời trang. Vậy diễn họa thời trang là bản vẽ mô tả lại các trang phục ở góc nhìn nghệ thuật của tác giả. Tác giả ở đây là nhà diễn họa thời trang. Và nhà diễn họa thời trang có nhiệm vụ là đảm nhận công việc tái hiện lại những thiết kế có sẵn của các nhà thiết kế thành những bức tranh tuyệt đẹp. Đầu tiên để vẽ được thời trang thì các em phải tìm hiểu về cách vẽ dáng người thời trang trước. Khi vẽ dáng người thời trang, ta dùng đầu làm đơn vị đo cho toàn thân. Dáng người trong thời trang sẽ có từ 9 đến 10 đầu. Ở người thường sẽ có từ 6 đến 7 đầu rưỡi. Riêng trong thời trang mình sẽ vẽ dáng người cao hơn để bộ trang phục sẽ đẹp. Khi vẽ, chúng ta sẽ vẽ trục dọc trước, sau đó vẽ hình dáng đầu. Đầu có dạng hình oval. Tiếp theo là vẽ cổ. Cổ có chiều cao sẽ bằng 1 phần 2 đầu. Đây là chiều cao một đầu. Chúng ta sẽ chia đôi và lấy phân nửa để vẽ cổ. Tiếp đến chúng ta sẽ vẽ trục ngang. Trục ngang các em sẽ vẽ vuông góc với lại trục dọc chính. Ba trục ngang chính là vai, eo và hông. Vai ở giữa vị trí của đầu thứ hai. Chiều ngang vai sẽ bằng 1,5 đầu. Tương tự phần hông cũng vậy, chiều ngang cũng bằng 1,5 đầu. Eo ở vị trí đầu thứ ba. Khi vẽ eo, các em sẽ vẽ chiều ngang nhỏ hơn một đầu để cho phần eo sẽ thon hơn. Hông ở vị trí đầu thứ tư. Đầu gối ở vị trí đầu thứ sáu. Mắt cá ở vị trí đầu thứ 9. Chúng ta sẽ vẽ tiếp bàn chân ở đầu thứ 10. Tiếp tục là vẽ tay. Vẽ tay sẽ bắt đầu từ vai. Khi tay thả lỏng xuống thì đầu ngón tay sẽ ngang vị trí đùi, gần ở đầu thứ 5. Khuỷu tay
sẽ nằm ở vị trí đầu thứ ba. Từ khuỷu tay xuống cổ tay sẽ bằng chiều dài một đầu. Bàn tay sẽ bằng gần một chiều dài đầu. Có nghĩa là các em sẽ vẽ ngắn hơn đầu một chút xíu. Sau đây, để nắm được rõ hơn, các em hãy cùng xem clip hướng dẫn. Mình sẽ bắt đầu với dáng đứng cơ bản nhất. Bước đầu thì mình sẽ vẽ trục dọc. Trục này sẽ giúp cho hình của mình canh chỉnh dáng đứng để không bị nghiêng. Kế tiếp là chia tỷ lệ. Mình sẽ chia 10 đoạn bằng nhau trên trục này và mình sẽ đánh số từ 1 đến 10. Bạn sẽ thắc mắc vì sao lại chia như vậy. Thông thường thì khi vẽ dáng người, người ta sẽ dùng đầu làm đơn vị đo cho toàn thân. Thực tế thì một người bình thường sẽ có chiều cao tầm 6 đến 7,5 đầu, nhưng khi vẽ thời trang thì mình sẽ áp dụng tỷ lệ 9 đến 10 đầu với mục đích là làm cho dáng người cao, dài hơn. Sau đó thì mình sẽ vẽ phần đầu trước. Bạn cứ tưởng tượng cái đầu thì nó sẽ có hình giống như là quả trứng gà, một đầu to và một đầu nhỏ hơn. Và đây là một đơn vị đầu tính từ đỉnh tới cằm. Mình sẽ nhắc về đơn vị đo này trong suốt video nên các bạn hãy chú ý nhé. Chiều dài của cổ thì sẽ bằng 1 phần 2 đầu. Bạn chỉ cần chia đôi phần đầu ra là sẽ có kích thước này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vẽ những trục ngang. Trục này sẽ cắt ngang qua và vuông góc với trục dọc. Mình sẽ có 3 trục là vai, eo và hông. Mỗi vị trí thì bạn sẽ thấy tương ứng với một con số mà mình đã dấu. Trục vai thì nằm dưới chân cổ, eo ở vị trí số 3 và hông ở số 4. Tiếp đó thì mình sẽ xác định độ lớn của từng phần. Chiều dài của cả vai thì bằng 1,5 đầu. Bạn có thể dùng bút chì để đo và lấy dấu, canh từ trục giữa ra sao cho hai bên đầu vai bằng nhau. Độ lớn của eo sẽ gần bằng một đầu. Khi vẽ thời trang, mình sẽ vẽ eo nhỏ nhắn thôi, nên bạn cứ cho eo nhỏ hơn một đầu là được. Ở trục thứ ba là phần hông. Độ lớn của hông thì bằng vai, nên bạn chỉ cần lấy kích thước từ vai đem xuống là xong. Bây giờ thì mình sẽ nối những điểm vừa xác định lại, thì sẽ có phần thân trên. Từ vị trí số 4, ngay tại hông thì mình sẽ hạ xuống một đoạn nhỏ để lấy một điểm. Đây là điểm đáy. Từ cổ thì mình sẽ hạ xuống vai một đường xiên để trông tự nhiên hơn. Sau đó mình sẽ vẽ những đường cong từ eo xuống phần hông và kéo dài xuống phần chân. Khi vẽ chân, bạn lưu ý đến vị trí số 6 sẽ là phần đầu gối. Ở đây thì mình sẽ vẽ hơi thắt nhẹ vào trong, sau đó sẽ vẽ xuống bắp chân và cổ chân. Từ phần đùi xuống tới phần cổ chân bạn sẽ thấy nó sẽ nhỏ dần lại. Tương tự thì mình sẽ vẽ chân bên kia sao cho hai chân cân đối. Nối với cổ chân và bàn chân sẽ là mắt cá chân. Mình sẽ vẽ một hình thang cơ bản để tượng trưng cho bàn chân. Tiếp theo, từ đầu vai mình sẽ vẽ xuống cánh tay. Đoạn từ đầu vai xuống khuỷu tay sẽ bằng 1,5 đầu. Từ khuỷu tay xuống cổ tay thì sẽ bằng một đầu. Độ dài của một bàn tay cũng gần bằng một đầu. Khi vẽ cánh tay, bạn lưu ý những đoạn cong ra ở bắp tay và đoạn lượn vào ở khuỷu tay. Đến cổ tay thì sẽ nhỏ lại.
Những chi tiết nhỏ này nếu bạn lưu ý thì sẽ làm hình vẽ của mình nhìn mềm mại hơn. Từ điểm số 2, bạn hạ xuống hai đường cong nhẹ sẽ là vị trí của phần ngực. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cách vẽ dáng người cơ bản nhất. Bây giờ thì mình sẽ vẽ dáng cơ bản nhưng mà nhìn từ phía sau. Các em vừa xem xong cách vẽ dáng cơ bản. Sau đây cô sẽ gửi cho các em thêm một vài hình để tham khảo về dáng nghiêng và những dáng có kiểu chân sinh động hơn. Các em hãy cố gắng tập vẽ dáng người cho đẹp. Sau khi mình tạo được dáng người ở bước 1 thì tiếp theo bước 2 mình sẽ vẽ phát dáng của trang phục vào. Bước 3 các em sẽ vẽ chi tiết, ví dụ như nếp gấp trên quần áo, họa tiết trang trí nếu có. Cuối cùng mình sẽ vẽ màu. Ở phần vẽ họa tiết, cô sẽ nói kỹ hơn ở phần 2 nhỏ. Hai nhỏ trang trí. Các em hãy quan sát hình và các em sẽ thấy được họa tiết trang trí ở đây là những họa tiết kẻ sọc trên vải. Các em có thể sử dụng những họa tiết này phối hợp ở một phần của trang phục, ví dụ như vẽ họa tiết trên áo, trên váy, hoặc có thể vẽ xuyên suốt họa tiết này trên trang phục của mình, ví dụ như trên đầm hoặc là trên đồ bay. Họa tiết hoa hoặc là lông thú. Trong hình thì các em thấy là họa tiết lông thú thường được trang trí trên áo khoác hoặc có thể là khăn tròn. Họa tiết hoa mình có thể trang trí ở váy hoặc trang trí theo dạng kết từ cổ xuống dài xuống với phần tà của đầm. Ngoài ra các em có thể phối hợp các chất liệu vải với nhau. Ví dụ quan sát các em sẽ thấy được trong hình người ta sẽ phối hợp chất liệu vải thun, zin và von lại với nhau hoặc phối hợp vải trơn và vải kẻ sọc để tạo cho bộ trang phục nhìn lạ mắt, đẹp hơn. Các em hãy ghi lại phần cơ bản của trang trí. Họa tiết trang trí được in, vẽ hoặc kết trên vải. Họa tiết được đặt ở một phần trên trang phục như áo, váy, áo khoác hoặc đặt xuyên suốt trên trang phục. Có thể phối hợp chất liệu vải, von, ren, zin để tạo cho trang phục trông đẹp hơn. Trước khi bước vào phần thực hành, các em hãy tham khảo một số ý tưởng của nhà thiết kế thời trang khi thiết kế trang phục. Ví dụ ở đây nhà thiết kế đã sử dụng đặc điểm của hoa hồng để tạo nên bộ trang phục của mình. Đây là trang phục thiết kế dựa trên họa tiết của cánh bướm và đặc điểm của hoa lục bình. Trang phục thiết kế dựa trên đặc điểm họa tiết của chim đại bàng và ve sầu. Ngoài ra, người ta cũng có thể lấy ý tưởng qua việc cảm nhận màu sắc từ thiên nhiên hoặc từ hình dáng của một công trình kiến trúc. Như vậy qua bài học này các em đã tìm hiểu về một khâu nhỏ của ngành thiết kế thời trang, đó là vẽ diễn họa thời trang. Và nhà thiết kế thời trang có thể là thiết kế trang phục, sau đó chuyển sang cho nhà diễn họa vẽ kỹ bộ trang phục thể hiện đẹp hơn. Ngoài ra, nhà thiết kế cũng có thể kiêm luôn công việc diễn họa thời trang. Chúng ta sang phần ba la mã thực hành. Ở bài này, cô yêu cầu các em là sẽ sáng tạo, tạo dáng và trang trí thời trang thành một bộ trang phục theo ý thích của mình trên giấy A4. Chất liệu tự chọn như chì màu, sáp màu, màu nước. Các em hãy thực hiện bài vẽ và gửi về cho cô theo địa chỉ mail thi diễm 18071983. Bài này hơi khó cho nên các em thực hiện trong 2 tiết, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5. Các em cố gắng hoàn thành bài. Riêng bạn nào chưa vẽ xong bài cũ, đó là bài vẽ bay dáng người và trang trí hội trường, các em tranh thủ vẽ và nộp về cho cô trước ngày 5 tháng 5 nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi.